Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với phần hướng dẫn Sony Vegas Pro. Và đây là phần hướng dẫn thứ 12 của mình. Và đây cũng là phần hướng dẫn cuối cùng mà mình sử dụng trên phiên bản là Sony Vegas Pro 12. Thì bắt đầu những cái phần hướng dẫn tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang phiên bản thứ Vegas Pro 13 ha. Thì phiên bản Vegas Pro 13 cũng có khá là nhiều tính năng thú vị và mình sẽ hy vọng là sẽ được cập nhật nó trong những cái phần hướng dẫn mới nhất của mình. Ok, thì ở phần hướng dẫn ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về customize toolbar và keyboard. Thì ở phần này thì một trong những cái điều mới ở trong tutorial của mình, ở phần hướng dẫn của mình thì đó là việc các bạn sẽ thấy cái phần hiển thị về phím tắt như những cái thao tác mình dùng ở cái góc trái nằm ngay đây ha. Thì tại vì nhiều khi mình cũng hay có thói quen là sử dụng phím tắt đó. Thì mình trong quá trình mình thao tác thì các bạn có thể theo dõi là mình đã dùng phím tắt gì để làm nó nhanh như thế nào, dùng nó ra sao ha. Rồi ok. Thì hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn sử dụng về hướng dẫn các bạn về customize toolbar, customize keyboard và một phần nữa gọi là proxy ha. Thì ở phần để có thể truy cập vào phần customize toolbar thì các bạn sẽ phải vào menu option ở đây. Option và các bạn chọn phần customize toolbar trước ha. Thì hai cái lệnh này, hai cái phần ở đây á thì giúp các bạn có thể tùy chỉnh lại những cái hệ thống mà cái nút nhấn nó nằm ở trên phần thanh công cụ ở đây, tức là điều chỉnh những cái icon lại ha. Rồi, đầu tiên là mình vào customize toolbar trước. Rồi, bạn có thể thấy là ở phần bên trái là phần cái bảng bên trái á là phần Available Toolbar Button, tức là những cái phím nhấn, những cái nút nhấn của thanh công cụ nó đã chuyển thành những cái biểu tượng ở đây ha, nằm bên trái. Và điều đặc biệt các bạn có thể thấy là nó không xuất hiện ở trên thanh toolbar ở đây ha. Và với những cái bảng ở nằm phía bên phải ở đây thì bạn có thể thấy là nó xuất hiện ở trên trực tiếp trên cái thanh công cụ của bạn ở đây ha. Rồi, nó sẽ đi đúng theo cái thứ tự luôn á, là ở phần đầu là New Empty Project, rồi Open Save Save As, Render As, Property đó, thì nó sẽ lần lượt sắp xếp theo cái thứ tự là từ trái sang phải. Ở trên cái bảng này là từ trên xuống dưới. Separator những cái đường ngăn cách, những cái thanh ngăn cách ha. Ví dụ như trong trường hợp này có thể thấy là có một cái đường ngăn ngăn đây giữa hai cái nút nhấn của mình ở đây là separator, là một cái thanh cắt xuống đây. Thì đây là cái bảng mà mình đã chỉnh sẵn rồi, và mình sẽ chọn reset để trả nó về mặc định ban đầu. Như bạn có thể thấy là hai cái nút ở đây đã biến mất rồi đúng không? Thì mình sẽ quay trở lại phần customize toolbar ha. Rồi. Ở đây thì nó sẽ giúp cho mình có thể lựa chọn một số cái icon để mình những nó sẽ giúp cho mình lựa chọn một số cái biểu tượng. Ha, mình gọi là biểu tượng nên đây là button, là phím nhấn ha, mà giúp các bạn có thể thao tác nhanh hơn trong quá trình sử dụng về phần Sony Vegas Pro. Một trong những cái mà mình muốn ví dụ, mình sẽ chọn là phần insert marker, tức là chèn thêm điểm nhấn. Ở đây thì mình sẽ chọn phím add ở đây để chuyển nó từ cái bảng bên trái này sang bảng bên phải. Bạn cứ cho hình dung là nội bên trái là cái bảng dữ liệu đi, cái kho thư viện của các bạn đi. Mà vấn đề là nó không có hiển thị trên cái thanh công cụ thôi. Mình nhấn add ngay đây ha. Thì lúc này ngay lập tức các bạn có thể thấy nó hiện ở trên phần thanh công cụ mà mình đang sử dụng và nằm ở vị trí cuối cùng, đúng không? Mình có thể thoải mái lựa chọn những cái thay đổi cái vị trí của nó. Bạn có thể lần lượt là những cái thanh cái insert marker mình nó sẽ lần lượt nó sẽ di chuyển trên cái thanh công cụ của mình ha. Rồi thì mình có thể dễ dàng nhấn để tạo ra những cái điểm nhấn, những cái marker trong quá trình mình thao tác hoặc là trong quá trình bạn sử dụng ha. Rồi mình sẽ quay trở lại phần customize toolbar. Rồi mình sẽ đến với hai cái biểu tượng mà mình hay sử dụng nhất, mình thích sử dụng nhất ha. Đó là phần mute all audio track và mute all video track. Tức là mình sẽ tạm thời tắt
toàn bộ âm thanh trên jack, toàn bộ những cái jack âm thanh, và tắt toàn bộ những cái jack tùy thuộc về hình ảnh video ha. Ở đây mình chọn add 2 lần thì các bạn có thể thấy là nó nằm ở, nó xuất hiện trực tiếp trên toolbar của mình luôn rồi. Tiếp theo thì để chia thằng này rõ ra, nó nằm ở phần riêng biệt. Trong trường hợp này mình sẽ loại bỏ phần marker lại. Thì nó sẽ nhảy về cái bảng bên trái, khi bạn add thì nó sẽ nhảy về bên phải, nó sẽ không xuất hiện ở bảng bên trái nữa, ngược lại ha. Ok, mình sẽ chèn thêm một những cái bảng, cái thanh ngăn cách lại, người ta gọi là separator ha. Rồi thì bạn có thể thấy là ngay trên đây đã xuất hiện một cái thanh mà nó ngăn lại, ngăn cách lại, nó giúp mình hiển thị rõ hơn những cái phím nhấn mà mình muốn ha. Thì trong trường hợp này mình không muốn dùng thằng hang này, mình có thể dễ dàng mình loại bỏ nó, loại bỏ hai cái phần phím bên tắt đây, mình loại bỏ luôn. Bên đây có hai cái separator, mình loại bỏ một cái. Ok, như vậy là tốt với mình rồi. Ok, thì mình sẽ tiến hành thử hai cái phím nhấn này xem cái tác dụng của nó như thế nào không. Đầu tiên thì mình muốn chèn xuống một cái vài, mình chọn Control để lựa chọn một số cái hình ảnh mình muốn. Tiếp theo mình sẽ nhấn giữ phải chuột, rồi sau đó thả xuống timeline. Thì lúc này có một số cái lựa chọn cho mình là Across Time, tức là nó sẽ dàn đều trên cái timeline của mình, đó như là bình thường luôn. Đó, mình cần nhớ nhớ lại. Trong trường hợp này mình muốn chọn nó chính là Across Track, tức là nó sẽ chia ra mỗi một hình ảnh thuộc nằm một cái track khác nhau. Bạn có thấy ở đây không? Rồi, tiếp theo mình chèn xuống một cái âm thanh. Trong trường hợp này mình thì mình muốn cái giới hạn nó nằm ở đây thôi, để cho dễ thấy. Rồi, phần tiếp theo thì mình muốn duplicate, xuất hiện nhiều cái âm thanh hơn nằm ở những cái track khác nhau. Thì một trong những cái lựa chọn mình là có thể giữ Control và lần lượt kéo xuống, hoặc là mình sẽ chọn phần track, mình nhấn phải chuột và nhấn chọn duplicate track ha. Chúng ta có thể là U rất là nhanh, phải chuột U đó. Rồi, phải chuột U đó. Rồi, các bạn có thể thấy là lúc này trên cái timeline mình đã xuất hiện rất là nhiều video track và audio track, và cái mục tiêu mà mình muốn hướng tới là mình sẽ tắt toàn bộ những cái âm thanh nằm trên track đi, hoặc là những cái hình ảnh nằm trên track, chỉ bằng một lần nhấn mute thôi. Như các bạn biết là ở những cái bài cũ thì mình đã nhận các bạn mute từng track như thế nào ha, solo từng track ra sao. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình muốn mute hết một lúc luôn. Rồi, về phần âm thanh mình sẽ nhấn phần mute all audio track ha. Bạn có thấy là nó không hiện cái phần trên đây ha. Mình không phải nhấn trên đây, mà nó hiện trên cái phần cái nút nhấn này ngay trên đây của mình à, là mute all audio track không. Thì các bạn nào mà không biết, không để ý, hoặc có ai muốn cái thì nó nằm ở đây ha. Rồi, phần hình ảnh cũng vậy, mình sẽ chọn mute all, rồi ngay lập tức phần hình ảnh biến mất, phần âm thanh vẫn còn ha. Rồi thì đấy, đó là một số cái thao tác mà nó giúp các bạn có thể thật ra thì đó là một số cái cách mà bạn có thể thao tác nhanh hơn trong quá trình các bạn sử dụng Sony Vegas Pro. Ok, thì tiếp theo mình sẽ đến với phần customize keyboard. Ok, mình phóng lớn cái bảng này ra góc bên phải dưới đây ha. Phần customize keyboard thì nhất là dùng để các bạn có thể xem được những cái phím tắt ở trong Sony Vegas Pro, những cái công cụ, những cái phần mà các bạn muốn nó thao tác nhanh hơn, linh hoạt hơn, thì các bạn có thể xem là những cái phím tắt nó như thế nào, lần lượt những cái bảng khác nhau ở đây ha. Đó, các bạn có thể dễ dàng thấy là gần như là các bạn có thể thấy được những cái phím tắt mà các bạn cần rất là nhanh ha. Trim Star, Trim End đây. Thậm chí là các bạn có thể thay đổi lại cái phím tắt nó ở đây. Đây nó có phần cho các bạn thay đổi bằng cách việc các bạn nhấn Remove và chuyển nó về phím tắt khác ha. Đó, như mình muốn. Trong trường hợp này mình muốn chèn một cái phím tắt mà trong Sony Vegas Pro cái nó không cho mình dùng sẵn phím tắt. Đây là mình sẽ phải xóa này đi, tại vì mặc định không có đâu ha. Ok, thì đó là phần ví dụ như mình chọn phần import media. Thì bình thường tức là mình để
Để nhập cái những cái footage, những cái dữ liệu tài nguyên của mình vào Sony Vegas Pro, mình sẽ phải vào file import media đây. File media đây chắc là nó chưa có hiện, nó không có đâu, do mình nái mình chèn vô rồi. Hoặc là nhấn cái biểu tượng icon ở đây đúng không? Thì đó là hai cách. Ba cái thứ ba có thể là kéo từ desktop vào, hoặc là chọn lựa từ Explorer kéo vào. Có khá nhiều cách khác nhau để các bạn có thể chèn dữ liệu vào trong Sony Vegas Pro ha. Rồi, trong trường hợp này mình muốn thêm một cái viêm tắt là phần nhập dữ liệu import media ha, mà mình ví dụ như mình quen sử dụng After Effects này, chẳng hạn, hoặc là Premiere Pro thì nó có một cái viêm tắt là Control-E, mà mình nhấn Control-E ở trong Sony Vegas Pro thì nó không có tác dụng đâu. Thì lúc này mình sẽ gán cho nó một cái phím tắt để các bạn có thể thao tác giống như là mình đang dùng bên Premiere After Effects chẳng hạn. Đầu tiên mình sẽ phải tới cái phần Global ha. Các bạn nhớ là phải vào phần Global ha. Rồi, một là mình có thể dò ngồi kiếm ở trong đây ha, xem nó nằm ở đâu. Hai thì mình có thể đánh ở cái bảng này cái tên của nó luôn. Import. Đó. Đây nó có một số cái lựa chọn về closed caption EDL đó. Mình đến phần media thôi, ở ngay đây. Mặc định nó không có phím tắt đâu nha. Rồi, dưới đây thì sẽ có một phần về shortcut key đúng không? Tức là nó sẽ kêu mình gán phím tắt. Thì đầu tiên thì mình sẽ phải lựa chọn là nó sẽ là gán thuộc về control như chẳng hạn như đây, hay là Alt ha. Alt thì mình sẽ chọn control trước. Thế mình giữ chặt nút control luôn ha. Mình không thể nhấn control y ngay lập tức đâu, mình phải giữ chặt nút control, giữ chặt nó và nhấn thêm một cái phím nữa mà các bạn muốn ha. Ví dụ trong trường này control y. Thì ví dụ như là các bạn nhấn một số cái phím tắt trùng á. Ví dụ như là control V gì đó, control B, thì bạn có thấy là Sony VF Pro đã hiện, nó hiện sẵn là đây là những cái phím tắt bị trùng và khuyến cáo là không nên sử dụng ha, không nên đặt trùng cái phím tắt lên. Thì các bạn nên sử dụng phím tắt mới. Như trong trường hợp này thì mình dùng Control-E ha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ chọn Add thêm vào. Rồi, lúc này mình có thể sử dụng luôn rồi. Không thích dùng thì remove hoặc là sửa lại cái khác thôi. Nhấn OK. Mình thử xem tác dụng như nào. Rồi, OK. Thì lúc này có thể import nhanh, tức là nhập dữ liệu nhanh vào trong Sony Vegas Pro bằng phím tắt Control-E. Mà lúc trước bạn không thì bạn phải nhấn cái biểu tượng icon ở đây, cái biểu tượng hoặc là chọn phần này ha. Bây giờ thì bạn có thể nhập dữ liệu nhanh, nhập vào bằng phím tắt mà các bạn vừa mới thêm vào trong Sony Vegas Pro. Rất là tiện lợi đúng không các bạn? OK. Phần tiếp theo mình muốn hướng dẫn các bạn về phần proxy. Proxy ví dụ như tên của nó là như thế này, mình phải ngồi gõ lại tiếng Việt này. Proxy đó, tên của nó proxy như này nè đấy, proxy. Thì proxy là một trong những cái phương pháp dựng khá là truyền thống, mà nó thường được dùng để ngày trước á. Thì khi chưa có cái proxy này thì khi bạn trên những máy có hình yếu hoặc là khi bạn dựng những cái footage với những cái tài nguyên với chất lượng cao quá thì bạn phải qua một cái bước là convert lại xuống những cái đuôi nhỏ hơn, xuống những cái chất lượng nó thấp hơn. Rồi sau đó các bạn phải tiến hành replay nó để khi bạn dựng xong thì bạn sẽ phải thay thế lại những cái file gốc ha. Để các bạn sau đó tiếp tục dựng thì proxy ở trong Sony Vegas Pro ha, mình nói là ở trong Sony Vegas Pro nó có tác dụng là nó sẽ giúp phần làm giảm cái chất lượng của cái file gốc đi, nó làm giảm đi để vừa đủ cho cái cấu hình máy của các bạn có thể preview tốt mà không bị giật nữa, nó sẽ chạy đúng cái thời gian real file, chạy đúng cái thời gian thực. Và một khi các bạn có thể hiểu là nó sẽ giảm đi như vậy thì các bạn có thể nghĩ rằng là khi render chất lượng nó sẽ không không còn như cái chất lượng gốc nữa, tại vì nó đã bị giảm đi rồi, chất lượng nó bị giảm đi để có thể máy bạn có thể chạy mượt đúng không. Nhưng mà Sony Vegas Pro thì
nó sẽ giảm đi trong quá trình các bạn làm, nhưng mà nó sẽ trả về chất lượng gốc trong quá trình các bạn render. Thì đó là một trong những cái rất hay của cái proxy mình sẽ hướng dẫn ngay bây giờ ha. Ok, thì ở đây thì mình có một cái footage 4K ở đây, mọi người thấy là 3840 nhân 2160 gì đó, 29.97 frame, hoặc là bên đây chẳng hạn 3840 2160 24 frame, khá rõ ràng đây. Và với cái cấu hình máy của mình thì mình không có thể chắc được là máy mình có thể chạy mượt được cái đoạn này đâu, nó sẽ có hiện tượng giật thôi, chắc chắn là như vậy rồi, tại vì cái file này file 4K rồi mà rất là nặng. Rồi mình sẽ tiến hành bấm play thử xem điều gì diễn ra. Bạn thể thấy là cái đầu đọc của cái timeline của mình chạy nó không có đục mượt đúng không? Đó, nó rất là giật đúng không? Rồi, và thứ hai bạn phải để ý cái phần frame rate đây nè, nó đây nè, đây là cái phần hiển thị frame của bạn này, nó sẽ không chạy đúng thời gian thực đâu. Nếu nó chạy đúng nó sẽ chạy phần 24. Ví dụ như trong trường hợp này mình cho hình con koala này đi, nó chạy đúng nó sẽ chạy khoảng 24 đây nè. Đây là do nó vừa cái review cái file cái hơi nặng, nó sẽ chạy tầm 24 nè. Nó đúng thì nó sẽ chạy tầm 24 là chạy thời gian thực ha. Nhưng mà với cái footage 4K thì nó không chạy đúng rồi đâu, máy yếu không chạy nổi. Như vậy thì làm thế nào để cho nó chạy về cái tốc độ mà thời gian thực trong quá trình edit? Thì ở một số bài trước thì mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng RAM Review, tức là bạn lựa chọn một cái vùng nào đó đúng không? Rồi các bạn vào phần thu ở đây, chọn phần Build Dynamic RAM Review, viết tắt là SIP-B. Thì đây là cách dùng RAM để preview nó, và nó sẽ giúp cho cái phần đoạn mà mình lựa chọn chạy mượt hơn. Đúng rồi, nó chỉ chạy mượt hơn thôi đúng không? Nhiều khi nó cũng không 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 đó, phải review mấy lần nó mới chạy nổi real time này, đúng 24 frame này đúng không? Thì đây cũng là một cái những cái cách mà bạn có thể vừa dựng vừa RAM review, nhưng mà như vậy thì theo mình là nó sẽ rất là mất thời gian. Và cái cách mà mình muốn hướng dẫn các bạn ở phần hướng dẫn này đó chính là mình sẽ giảm luôn cái chất lượng của cái footage này và sẽ trả nó về cái chất lượng gốc khi mình render. Vậy thì mình làm cách nào? Mình sẽ nhấn phải chuột, và các bạn thấy ở đây sẽ hiện một cái dòng là Create Video Proxy, và mình sẽ quyết định nhấn vào cái dòng này. Ok, thì các bạn có thể thấy là các bạn có thể chọn cancel ở đây, tôi lại bỏ, và nó sẽ giúp nén lại đó, nó sẽ giúp nén lại cái file, cái định dạng file để giúp phần cải thiện về tốc độ và hiệu năng ha, rõ ràng luôn. Mình nhấn ok, các bạn có thể thấy ở góc trái dưới đây nó đang chạy một cái bảng này, và sau khi nó chạy xong, tức là quá trình nó tạo nên cái file proxy á, hoàn tất, thì lúc này các bạn sẽ review nó rất là mượt, mặc dù trên đây bạn vẫn thấy nó ở chất lượng là 4K đúng không? Trên đây vẫn hiển thị là 4K, nhưng mà khi các bạn play á thì nó sẽ mượt, đã mượt hơn trước rất là nhiều rồi đúng không? Chỉ cần là lần lay thứ hai là nó đã mượt hơn rồi, nó đã về gần như tốc độ thực rồi. Như vậy thì rõ ràng là cái footage này của mình đã giảm chất lượng, nó đã giảm chất lượng đi để cho phù hợp với cấu hình máy của mình hơn đúng không? Vậy thì thực sự thì điều gì đã diễn ra? Lúc này mình sẽ vào phần folder gốc để xem điều gì diễn ra. Rồi bạn thấy là đây là cái file số 19 luôn. Rồi bạn có thể thấy một cái file nằm bên phía bên này là Ember. Đây là một những cái bộ về đốt lửa hay gì đó, trời cả đi. Nó tên là như vậy này, và dung lượng nó 10 MB. Các bạn có thể hiểu là nó thật ra về lúc này Sony Vegas Pro nó thực sự nó không chạy file này đâu, nó đang chạy cái file này nè,
cái file nó được tạo ra từ cái proxy đó. Ok, ví dụ như mình import thêm file này hả? Là embern 20 đúng không? Và mình chạy play đi. Rất là giật. Một thậm chí một chấm mấy cơ. Không real time nổi luôn, không thời gian thực nổi luôn. Chỉ là muốn xóa nó cũng thấy khó nữa. Đúng không? Lúc này mình chọn phần create virtual proxy. Các bạn có thể thấy nó bắt đầu nó tạo ra một cái file đây. Đúng không? Một cái file phụ nữa. Và mình sẽ chờ một xíu để cho nó tạo xong vậy. Rồi, sau khi Sony VGAP Pro tiến hành xong thì các bạn thấy là cái file proxy nó tạo ra ngay đây ha. Thì hôm nay Sony VGAP Pro nó thực sự nó sẽ chạy là nó sẽ không chạy file này mà nó sẽ chạy cái file phụ ở đây nè. Bạn phải lưu ý này. Lưu ý là khi trong quá trình các bạn làm á thì chừng nào render xong thì hãy nên xóa những cái file này ha, chứ đừng thấy mà vừa tạo ra xong giống như cái file này file rác hay là gì xóa luôn thì lúc nó lại nó chạy nó quay về nó chạy nó play lại cái file gốc này thì rất là nặng ha. Rồi mình tiến hành play thử rồi, khá là mượt, khá là ok rồi. Nhưng các bạn phải lưu ý một điều là ở phần review đây các bạn phải chọn là review half, đặc biệt là phần review bạn phải trừ review ok, cần review auto full half writer hay là cái gì cũng được nhưng nó phải là phần review. Ở cái phần review này á, tức là chế độ xem trước ở mức thấp như vậy á thì nó mới chạy cái file proxy thôi, nhưng một khi các bạn mà chuyển về good best hay là một cái gì đó thì mình nhấn play nè, tốc độ lại chậm nè, đúng không? Khi các bạn chuyển về như vậy nó sẽ lại chạy cái file gốc chứ nó không chạy file proxy nữa, nó chạy lại về cái file gốc ở đây ha. Và điều lưu ý là phải chọn review auto full half waiter gì không cần biết, nhưng nó phải là phần review đây. Thì khi bạn chỉnh ở đây nó sẽ chạy file proxy, khi các bạn chọn good or bad nó sẽ chạy file gốc. Thì các bạn chỉ cần nhớ như vậy thôi, rất đơn giản đúng không? Và thậm chí là ở phần render thì các bạn cũng phải lưu ý phần đó luôn. Ví dụ mình vào phần project property ha. Khi mình chọn, ví dụ ở đây mình chọn review thì nó sẽ render file proxy, nó không render file gốc đâu. Các bạn phải nhớ là phải chọn best ở đây chẳng hạn. Đó. Và phần ví dụ khi mình chọn render ơi máy quá yếu rồi, nó không chạy nhanh được. Ok, phần project project ở đây ha, các bạn phải chọn là best ha để có được chất lượng tốt nhất, để khi render nó sẽ trả lại cái file gốc cho các bạn mà, đúng không? Chứ không các bạn chọn review nó sẽ chạy về lại proxy thôi, nhớ nhá. Các bạn phải chọn best ở đây và phần thiết lập setting ở đây cũng phải là best khi render. Đấy. Còn chọn review nó sẽ render cái file proxy, lúc này nó sẽ không có được cái chất lượng tốt nhất đâu. Đó thì đó là một trong những đó là hai cái phần mình muốn hướng dẫn phần hướng dẫn Sony Vegas Pro 12 của mình ha. Thì bắt đầu những phần hướng dẫn sau thì mình sẽ làm một cách nó có hệ thống hơn, mình sẽ có cái phần intro cho phần Sony Vegas Pro của mình và có những cái chuyển cảnh giữa để chia chia rõ ra những cái phần hướng dẫn của mình hơn. Tức là mình sẽ làm nó một cách chuyên nghiệp hơn chứ không có làm như từ trước tới giờ ha. Ok. Ngoài ra một cái thông tin nữa mà không biết các bạn có thể cập nhật chưa thì mình đã hợp tác với Keyframe Training để mở ra một khóa học về Sony Vegas Pro ha. Được giảng dạy, mình sẽ giảng dạy trực tiếp tại Keyframe Training. Và cái thời gian khai giảng gần đây nhất, sớm nhất á thì sẽ là ngày 22 tháng 11 2014 và thời gian học là 3 năm 7 vợ giờ học như vậy ha. Các bạn sẽ học trong vòng 6 buổi học và mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn. Thì với việc mà các bạn học trực tiếp thì mình sẽ thuận tiện hơn trong việc trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn và hướng dẫn các bạn được kỹ hơn, chi tiết hơn thôi.
Thì hy vọng là những bạn nào có sở thích, có niềm đam mê chung với mình về Sony Vegas Pro thì có thể đăng ký, đóng học phí, đăng ký để cùng với mình có thể nghiên cứu sâu hơn về Sony Vegas Pro. Ok, thì phần chi tiết về phần khóa học Sony Vegas thì các bạn vào trong web ha, Keyframe Training ha, trong web là keyframe.vn, và các bạn kéo xuống một xíu thì các sẽ thấy phần Sony Vegas Pro ở đây ha. Hiện nay thì Keyframe Training thì chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, nên những bạn nào ở những cái tỉnh thành khác thì mình phải rất là xin lỗi với các bạn vì sự bất tiện này. Thì hiện tại thì Keyframe chỉ có ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ok. Thì phần hướng dẫn của mình kết thúc tại đây. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.